những năm qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động ban công tác mặt trận thôn bình minh xã lạc hồng huyện văn lâm đã phát huy được vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới huy động được các nguồn xã hội hóa trong nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương để nhân dân hiểu đầy đủ về mục đích ý nghĩa quyền và trách nhiệm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới ban công tác mặt trận thôn bình minh phối hợp với cấp ủy chính quyền thôn đã tăng cường tuyên truyền vận động qua các cuộc họp tri bộ họp dân qua hệ thống la truyền thanh cùng với đó phối hợp với các tổ chức đoàn thể đến từng hộ thuyết phục vận động tranh thủ sự ủng hộ hưởng ứng của những người có uy tín trong khu dân cư dòng họ vận động để các hộ hiểu rõ chính họ là người được hưởng lợi qua công tác tuyên truyền vận động, người dân trong thôn đã đồng thuận đóng góp ngày công, kinh phí hàng tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, nâng cấp cải tạo sân nhà văn hóa thôn. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Lùng, ông Đỗ Thế Hiên ủng hộ 30 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Bổng 29 triệu đồng. Trong 2 năm từ 2021 đến 2022, thôn đã huy động được gần 2 tỷ đồng từ sự đóng góp của người dân. Chúng tôi đã tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên các nhóm và cũng đã cử các đồng chí đảng viên rồi chỉ ủy tập trung vào vận động từng tuyến đường sau khi nhân dân nghe ra thì là tham gia ngày công đóng góp tiền chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới các hộ là ai có lòng bao nhiêu thì ra ủng hộ với tấm lòng cao nhất nhờ làm tốt công tác huy động sức dân kết hợp với khai thác các nguồn lực xã hội khác để hoàn thiện cơ sở hạ tầng năm 2022 thôn Bình Minh đã được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.